Xin chào các anh chị. Vừa rồi mình có đi tư vấn một ca phong thủy cho nhà anh chị này. Anh hiện đang bị bệnh hiểm nghèo hơn một năm nay rồi. Rất là nguy hiểm các anh chị. Lại một lần nữa tôi nhấn mạnh về vấn đề các anh chị ngủ tại cái điểm tử trong nhà. Rất là nguy hiểm. Anh này là một trong những người như thế. Nhà thì có rất nhiều xung sát, hai đòn rông đâm vào nhà, đòn rông phía trước và đòn rông bên hông. Anh mở ra đi, tôi nhờ đi thẳng ra anh kia quay. Lúc nãy mình vào đường đấy mà, anh mở đình bây giờ đi. Đây, tôi mở đường vào quay. Từ từ anh đi qua cổng kia mà đây đúng không? Qua cổng kia mà đúng mình rồi. Đi vào cổng mà. Đúng rồi đấy. Qua cổng không anh sẽ phải được. Rồi. Đây là một trong những ca mà mình lại một lần nữa mình khuyến cáo lại các anh chị nhé. Các anh chị hãy xem những video của tôi để các anh chị thấy được nhà các anh chị có điểm tử đang nằm tại đâu để các anh chị tránh ra, các anh chị không ngủ tại đó các anh chị nhé. Ngủ tại đó. Đấy, anh ra kia anh ra phải là Đông Mỹ Vạn Phúc, sau đó rẽ trái vào đường Đông Mỹ Vạn Phúc. Thì các anh chị tránh ra nhé. Nếu mà các anh chị mà chưa biết cái điểm tử nhà mình nằm ở đâu thì các anh chị có thể liên hệ với mình. Mình nhắc lại số của mình, số mình là 0963 956 225. Thì chúng ta tránh ra các anh chị nhé, tránh ra. Thực ra là rất là đáng buồn các anh chị, rất đáng buồn do mình không biết thôi. Mình ngủ tại đó. Ở đây là một trong những ca mà mình làm giúp các anh chị thôi. Mình đến mình kiểm tra và chính lại một số cái vị trí ở trong ngôi nhà của anh chị, nhất là cái vị trí quan tâm, nhất là cái vị trí anh ngủ. Đây là chị mà đã theo dõi kênh của mình từ rất là lâu rồi, và qua kiểm nghiệm, như chị nói là qua kiểm nghiệm, chị đã nhìn thấy ở xung quanh nhà chị có rất nhiều nhà các anh chị ạ. Khi chúng ta bố trí vệ sinh và bếp ở Tây Bắc thì người chồng đa số là bị tai biến. Đây là từ nhận xét của chị và từ những cái đấy mà chị từ kênh của mình mà chị nhận thấy được điều đó, và chị đã nhờ mình đến để xem nhà chị. Thì chị có nói là nhà chị khó khăn, thì xét về kinh tế thì trước đây chắc cũng không khó khăn, thì nhà cũng là nhà 2 tầng rồi. Nhưng mà từ khi có nhà đối diện người ta xây, các anh chị, có nhà đối diện người ta xây, người ta chắn mất cái đường khí. Đường thì đường trong này chỉ đường bê tông có dây tầm 4 mét thôi, chưa được 4 mét thì cái đường khí vượng đã chắn mất rồi. Và phía trước lại có một đòn rông đâm trực diện vào ngôi nhà mình. Nhà này thì phía đi từ anh. Rồi phía trước thì trước là có cái sân, và phía trước thì ngày xưa người ta chưa xây đường, tức là chưa xây nhà trước nhà ấy, thì là nhà này được ăn cái khí rất là vượng vào nhà, khiến công việc đầu vào mọi thứ rất là ổn. Nhưng khi có nhà đối diện người ta xây, xong nhà này là cũng tiện bắn luôn cái mái tôn với trước nhà, coi như mất cái sân, mất minh đường anh chị. Mà minh đường thì các anh chị biết rồi, minh đường cũng khí, nếu không có minh đường thì sẽ không có khí vào nhà. 500m nữa, ngôi nhà thì phía trái khí. Sau phòng khám chuyên cây ếch răng hàm mặt ở bên trái, rất là đáng tiếc. Một lần nữa mình xin được nhắc lại các anh chị, nhắc lại các anh chị, chúng ta đang ở những ngôi nhà mà chúng ta đang ngủ tại những vị trí, nhất là những khung vị suy trong nhà, và đặc biệt là cái điểm tử trong nhà, các anh chị thì nên thay đổi lại vị trí ngủ của mình các anh chị nhé. Các anh chị nhà các anh chị hướng nào thì các anh chị có thể liên hệ với tôi qua số và Zalo 0963 956 225. Mình giúp các anh chị chúng ta xác định cái điểm tử trong ngôi nhà mình, chúng ta không ngủ tại đó đâu, chúng ta tránh ra các anh chị nhé. Và đặc biệt các anh chị quan tâm cho tôi trong nhà chúng ta, các phương vị Tây Bắc, các anh chị hãy giữ gìn thật sạch cho tôi, thật sạch, tránh chúng ta đặt bếp hoặc nhà vệ sinh vào. Hiện tại tôi đang có mặt tại Thường Tín. Bây giờ tôi đang trên đường đi về Khoái Châu Hưng Yên, không biết tầm này có kịp không. À,
tôi đi từ Phú Xuyên lên đây thì gia chủ là rất là ngại khi mà tôi làm, tôi giúp, tôi không thu phí của anh chị. Anh chị cũng đã rất là ngại và anh chị đã làm cái phong bì anh chị đưa. Nhưng mà thực ra nói các anh chị này, đến những ngôi nhà mà có người bị bệnh, mình không cho người ta thì thôi, các anh chị không cho người ta thì thôi, mình lấy tiền người ta làm gì các anh chị? Mình giúp được người ta, mình trao người ta, cho người ta được giá trị về sức khỏe. Khi người ta khỏe rồi là mình được, các anh chị, mình được, mình được giá trị của mình. Tầm này đông, tầm này là tầm tắc 600 mét nữa. Những nhà các anh chị mà chúng ta đang có người nhà bị bệnh hiếm nghèo ấy, hiếm nghèo các anh chị nhé, các anh chị có thể liên hệ với tôi, tôi đến kiểm tra nhà, kiểm tra nhà các anh chị. Nếu thực sự những người đó chúng ta đang ngủ tại những phương vị mà suy ở trong nhà phòng ngủ đầy đông tử, thì tôi sẽ có phương án xử lý giúp cho người bệnh có sức khỏe tốt hơn các anh chị nhé, sức khỏe tốt hơn. Còn vấn đề mà tôi không nói về vấn đề phong thủy có thể chữa được bệnh anh chị nhé, tôi không nói về phong thủy có thể chữa được bệnh, nhưng nếu chúng ta một ngôi nhà chúng ta mà chúng ta đáp ứng được vấn đề về phong thủy, tức là chúng ta đáp ứng được vấn đề về khí, khí trong ngôi nhà, bản chất phong thủy là khí mà các anh chị, chúng ta có được ngôi nhà chuẩn phong thủy, điều đầu tiên các anh chị đặc biệt quan tâm cho tôi đó là gì? Ngôi nhà của các anh chị phải thông khí, phải thông khí, không được bế khí các anh chị nhé, phải thông khí. Chúng ta ngôi nhà chúng ta nó có ngôi nhà, tức là ngôi nhà sống và ngôi nhà chết. Ngôi nhà chết là ngôi nhà gì? Ngôi nhà nó không có khí vào nhà, mà không có khí vào nhà tức là nó bị bế khí, nó không thông khí các anh chị nhé. Điều đầu tiên mà chúng tôi đi khảo sát một ngôi nhà, đến một ngôi nhà chúng tôi quan tâm điều đầu tiên đó là vấn đề thông khí trong nhà. Sau đó chúng tôi sẽ quan tâm đến những vấn đề khác về công năng, về phong thủy, các yếu tố xung sát bên ngoài và yếu tố xung sát bên trong các anh chị nhé. Thì các anh chị đặc biệt lưu ý cho tôi, nếu ngôi nhà các anh chị mà không thông khí thì các anh chị hãy làm cho ngôi nhà mình thông khí ngay các anh chị nhé. Là làm sao các anh chị ngồi ở trong nhà cảm giác người mình nhé, lúc nào cũng thoải mái, không bị bức bí, không bị khó thở các anh chị nhé, không bị lạnh quá. Đi thẳng sau đó trích răng trái vào đê hữu hồng. Rồi, rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của tôi. Tôi rất hy vọng những video của tôi sẽ đến được với nhiều người, giúp các anh chị hiểu đúng hơn về bản chất của phong thủy khoa học chính tông, để các anh chị không đánh đồng các anh chị, để các anh chị không đánh đồng giữa phong thủy với một số các bộ môn mang tính chất mê tín các anh chị nhé. Để chúng ta hiểu đúng về phong thủy để chúng ta có được sức khỏe tốt hơn, từ từ đấy, có được sức khỏe tốt hơn các anh chị nhé. Chúng ta có sức khỏe là có tất cả mà các anh chị. Rồi, xin chào mọi người. Đi tiếp về Hiếu Hồng 8 km nữa. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.